qua chị thấy lão người yêu em đi uống cà phê với một cô gái nào ấy, trông âu yếm tình cảm lắm. Ui, chắc là đồng nghiệp nữ của lão ấy thôi chị ạ. Thế à, nếu lão ngoại tình thì sao? Nếu như mà lão ngoại tình thế sẽ cầm cái chai này đập vào đầu lão. Ờ, em nói con gái phải dịu dàng cơ mà. Alo ba à? Ok, em về ngay. Thôi nha, ba chị gọi rồi, chị có việc về gấp. Bye bye. Bye. Này, tôi thật nhé, người yêu bà nắm đùi với nữ nhỉ? Mỗi ngày đi cùng em luôn. Giỏi thật. Ông thì biết cái gì chứ? Ơ, thế đầu bà có gì kìa? Có cái gì? Hết chưa? À! Sao đây? Bị sừng bà cắm vào tay đâu quá. Em á, xem đi. Đây á, đây là người yêu mới của tôi. Cô không nhìn thấy à? Anh... Sao cơ? Hả? Kẻ tổn thương mà lại đòi làm tổn thương người khác á. Cô giỏi cô đánh đi này. Đi ra. Bố con điên. Alo. Có gì nói luôn đi. Chị vẫn đang ở chỗ cũ thôi. Ừ. Tìm chị có việc gì? Chị buồn cười thật đấy. Sao cứ nghĩ rằng em có việc được chị đấy. Em nhớ chị thì em gặp thôi, có cái gì đâu. Sáng nay vừa đi ăn sáng với nhau xong, mày lại nhầm chị mày với con nào rồi. Thôi khỏi dài dòng, có gì nói luôn đi. Chị nhớ cái Hồng Anh không? Chả hiểu sao bao thằng con trai ngoan tốt như em thì không yêu, cứ lao đầu vào mấy thằng trở khanh, sợ thật. Trai ngoan thì luôn bị thiệt thòi em ạ. Trai hư thì không tốt, mà trai tốt ý, thì không có vui. Mày thích nó đúng không? Tao cũng chả hiểu, con nhỏ đó có gì hay ho mà mày lại thích nó cơ chứ. Ôi mà, vừa hôm qua thấy người yêu đi cùng gái xong, thế là vẫn gật đầu vào. Em không hiểu sao kiểu con gái ngủ quáng dã man luôn chị ạ. Quân sư giúp em tí nhá, em sẽ mời chị một bữa ra gì luôn. Chị mày chưa đủ béo hay sao mà mày còn mời chị đi ăn tiếp? Ui dồi ôi chị ơi, cái thời đại nào rồi mà còn sợ béo hả chị? Người ấy thì ăn thịt, còn chó thì men xương. Bây giờ ấy, mấy cái bạn bụng mĩnh một xíu, béo béo một chút thì mới có người yêu. Chứ mấy cái bà cầy á, yêu vào ôm khác thì ôm cái củi đâu. Đấy, con gái bây giờ ấy, thích thì thích những thằng body đẹp, 6 múi. Còn lấy thì nó sẽ lấy những thằng nhà giàu. Mày nhìn lại mày xem, mày có cái gì? Em á, em có mỡ này. Đẹp đi. Thôi giúp em tí đi mà. Ai đây? Bây giờ lại còn đi yêu với thằng rách này nữa. Không phải chuyện của anh. Thằng nào ấy mà nó chịu được cái tính điên của cô ấy, tôi cũng thấy nó giỏi đấy. Đúng rồi, đến người yêu mà còn không có giữ nổi nữa, con anh. Đúng rồi. Anh có sao không? Cô lui nha. Chó này. Toàn. Dạ. Cậu điều tra lai lịch của thằng kia cho tôi. Chị đem chút ạ.
Dạ, cậu ta là dân kinh doanh, nổi tiếng là tay sát gái Sở Khanh bên công ty, trưởng phòng kinh doanh của bên công ty anh Lý Dũng. Lý Dũng? Vâng. Sao bên Lý Dũng còn chứa chấp bên khỉ đồ chó này? Cậu gọi ngay cho đại ca Sơn Trùm cho tôi. Vâng, chị đợi. Em gái anh có chuyện gì thế? Lần trước đã huy động hẳn 500 anh em để tìm một con chó con. Thế bây giờ em muốn thịt con gì? Chúng ta đi. Tình hình bên đó như thế nào rồi? Hắn đang ở trong quán với bồ mới. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Tập trung vào làm việc. Để ý vào, nó đi mất thì làm sao? Tao biết rồi. Tao sợ anh Sơn lắm. Chết cả lũ. Tao biết rồi, nói lắm đấy. Em. Dạ. Đi, mình đi chơi tí nha. Đi đâu vậy? Chỗ bí mật. Quỷ à, thôi à, em đi toilet cái nha. Chia tay con kia trước mặt em. Thôi được rồi, chỉ cần cưng chiều anh, muốn gì anh cũng ok hết. Alo. Này, chia tay đi nhá. Sao cái gì nữa? Tôi chán cô rồi. Anh An giờ là của tôi rồi nha. Được chưa? Nào, chúng ta cùng nâng ly nhé. Vâng, alo. Vâng, em đây sếp. Đã. Đi ra. Yeah.
Từ giờ Kinh là người của em rồi. Thích gì em cũng chiều. Hai. Bà vẫn buồn vì em sợ Khanh hay sao? Nó bị như vậy cũng đáng thôi, có cái gì còn buồn mà. Không, tôi cũng không buồn mà cũng chẳng vui. Người ta đến như kiểu vitamin A ấy, giúp mình sáng mắt, tôi nghĩ thế. Mày này. Thật ra tôi anh thích em từ lâu rồi. Anh thấy em không phải vì em xinh đẹp, em ngoan hiền, mà chỉ đơn giản là khi nhìn người khác làm em cũng thương, anh không chịu được.